ông Tân Dũng này chỉ vui lên, ông ấy bàn ra nó bắn vào tim ông, bắn vào đúng tim, đưa vào Sài Gòn ngay nè, để mê man tôi hả luôn, bác của nhà lâu, nâng lên ngay đây. Sáng nay em quay cái chỗ bà biết đâu nhận trọng tâm rồi em. Nhưng mà cái món này quay lỗi rồi. Ông đặt cái ngon ngon rồi đâu. Tiêu mùi rồi. Không giống lắm. Ôi người bạn anh cũng bảo muốn cho anh. Lần sau khi và sau ngày 23 sau khi Việt trở về nước, Việt đã trở thành Việt kiều. Một ngày nào đó Việt trở về Việt Nam, Việt đã trở thành Việt kiều. Việt kiều đời đầu. À, xin giới thiệu, đây là Việt kiều đời đầu.